thắp sáng rồi là vân vân. năng lượng cho chính nó. Thành phố được gọi là Madas. Madas. Và nó rộng khoảng 20 mile. Tức nó là cách 30. Cách thủ đô Dubai khoảng 32 km. À, cách, một trong cách những thành phố lớn nhất của gì? À, tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Nhất. Nếu nó thành công thì Madas sẽ là cái thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng ít hoặc không sử dụng dầu. Đúng rồi. Madas là một thành phố rất bé, chỉ khoảng 2,3 dặm vuông, tức là khoảng 6 km vuông. Trong tương lai nó sẽ chứa khoảng 50.000 người, hơn 1.000 công ty và một cái trường đại học. Cái đường phố của nó rất là bé, các căn hộ rất là bé cho mỗi người. Các đường phố thì rất là hẹp, các ngôi nhà thì cũng rất là gần nhau. Ngôi nhà rất gần nhau. Cái bóng của những cái ngôi nhà này giúp cho đường phố não mát. Mát mẻ hơn. Không có xe cộ ở trên đường trong Madas, bởi vì thành phố rất là bé cho nên mọi người có thể đi bộ hầu hết mọi nơi. Nếu mà mọi người mệt thì họ có thể sử dụng phương tiện cá nhân. Có nhiều cái phương tiện xe sử dụng năng lượng mặt trời nhỏ di chuyển ở dưới lòng đất, giống như là các cái tàu điện ngầm. Các phương tiện những cái chiếc xe này thì không có người lái. Mọi người chỉ cần gọi xe nơi mà nói nơi mình cần đến và nó sẽ mang bạn đến đó. Đúng rồi. Madas sẽ tái sử dụng rất là nhiều tài nguyên, nhiều nguồn năng lượng như là gì? Nhất có thể nó sẽ tái sử dụng khoảng 80% cái lượng nước của nó và biến đổi đa phần cái rác thải thành các cái loại năng lượng khác. Người dân ở Madas sẽ sử dụng các cái ngôi nhà cái gì? Sử dụng cái vật liệu xây dựng có thể tái chế. Tái chế. Và họ có thể sử dụng lại, tái sử dụng. Tương lai. Cái thành phố này có thể thành công. Không một ai có thể biết, nhưng mà nếu nó thành công thì sẽ có nếu mà nó thành công thì sẽ có những cái thành phố dùng ít năng lượng trên toàn thế giới trong tương lai. Ok, rồi các bạn đọc xong rồi thì check cái phần B này, true or false này. Các câu từ 1 đến 7. Number 1 là true, number 2 là false. 3, 4. Ok, đúng rồi đấy các bạn. Yes. Sang tiếp phần bên trang, các bạn làm cho cô phần D này.
Đúng rồi đấy các bạn. Sang đến phần E luôn nha các bạn. Và bạn ấy làm đúng rồi đấy chúng ta. Bạn Linh bạn ấy làm đúng rồi đấy chúng ta nhìn xong rồi sửa đi. Rồi sang phần tiếp bên trang. Cái phần này là cái phần chúng ta sẽ viết ra một cái dream city của các bạn. Một thành phố mơ ước trong tương lai của chúng ta dựa vào cái bài mà chúng ta vừa mới đọc. Đó, các bạn viết đi. Chúng ta mơ ước cái thành phố của mình sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ viết vào đây giống như cái phần 2 ở bên trang 30 đấy.
Chúng ta viết xong chưa? Chưa cô ạ, đang viết, em đang viết nốt rồi. Ok.
Bạn Linh bạn ấy viết này. Chúng ta cùng đọc bài của bạn Linh này. Ok, nếu còn ai viết lên thì chúng ta viết lên đây. Ok.
À, bạn Thu đâu rồi nhỉ? Thu ơi. Dạ em ạ. My dream city is peaceful. Thiếu chữ C nhá. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. It is near to. Còn cái từ around đây, nếu em muốn dùng là bao bọc bởi một cái con sông lớn đúng không? Thì phải là surround. To be surround mới là được bao bọc. Dạ vâng ạ. People use solar energy and transit. My bicycle, there are many trees in my city, gorgeous and beautiful, okay. Meet others. Mr. Nam viết này, my dream city is a large and crowded city. There are enough with hospital, school, shopping center, and green parks for everyone. The roads are wide for six lanes so people don't get traffic. So people don't get traffic congestion. Many social welfare policy are applied for a better life. We also take care about the environment together, keep it peace. Children should be taught about protecting environment by many practical activities, many places for gathering like us. Okay. Ok, đấy, xong của bạn Nam rồi. Còn bạn nào viết nữa không nhỉ? Xong chưa nhỉ? Để chúng ta chuyển sang phần khác em ơi. Lớp mình ơi, các bạn đã viết xong chưa? Thì là chuyển sang phần khác đây. Dạ, cô chuyển sang phần khác đi ạ. Ok. Thế còn những cái bài viết đấy thì bạn nào chưa viết thì về nhà chúng ta viết về cái Idea City của các bạn nhé. Bây giờ các bạn đã chuyển sang cái phần Thank you.
Các bạn nhìn lên màn hình viết lại cho cô các câu sau. Đây là bài tập về câu bị động. Chúng ta review lại một chút về cái thì bị động cho này. À, khi đổi từ các câu từ câu chủ động sang câu bị động thì các bạn sẽ xác định gì? Xác định gì ở chúng ta? Xác định tình gì nhỉ? Xác định tân ngữ. Chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Xác định tân ngữ, rồi tân ngữ ở câu chủ động sẽ làm gì? Chủ ngữ ở câu bị động. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái công thức chúng ta nhìn. Vì cái bài hôm nay của mình nó ngắn ấy, thì mình có thời gian mình sẽ Ok. Đâu rồi bạn Đô ơi? À bạn Tiến ơi. Từ từ đó nhỉ, cô vừa gửi cho bạn Tiến ấy. Tiến đâu rồi? Bạn Tiến đâu nhỉ? Tiến lên tiếng đi em ơi. Cô gửi công thức cho bạn Tiến đấy. Các bạn Tiến bạn ấy lại đi đâu rồi? Đây chúng ta nhìn lên cái file này cho nó đấy hơn này. Đây các bạn nhìn cái công thức tôi gửi xong rồi chúng ta. Bài này nó thường xuất hiện trong cái phần bài viết, writing ấy. Viết lại câu. Cô gửi vào chat này. Ok, chờ cô chút nữa.
đó, Phương ơi, cô gửi tới đấy Phương. Dạ vâng ạ. Để các bạn nhìn công thức, đây là công thức cơ bản nhé. Chúng ta sẽ có hai phần, một loại cơ bị động cơ bản, một loại cơ bị động nâng cao, thì chúng ta sẽ cứ làm cái phần cơ bản trước, rồi buổi sau chúng ta sẽ làm cái phần nâng cao sau. Ví dụ như câu số 1, các bạn thấy tân ngữ ở đây chính là cái gì? Câu số 1, tân ngữ, các bạn nhớ là tân ngữ luôn đứng sau động từ thường, vì vậy tân ngữ ở đây là this flower sẽ được làm chủ ngữ. Và thì này là thì hiện tại đơn, cho nên các bạn sẽ áp dụng công thức câu bị động của hiện tại đơn để viết. Đấy, cô gửi file sau là file bài tập nhé Phương nhá. Vâng ạ. Đấy, em chuyển cho các bạn đi. Vâng. Mọi người nhìn ở trên máy của mình nó dễ đỡ phải nhìn lên màn hình. Cô nhìn lên màn hình nhiều cô cũng mỏi mắt lắm.
Ok, bạn Phương viết đến câu 5 rồi đấy. Các bạn ơi, chúng ta giải lao nhé. Các bạn giải lao 15 phút nhé. Vâng. Hoặc là các bạn cứ viết đi. Đấy, có bài đấy, chúng ta cứ ngồi viết đi. Viết hết cái phần này thì mình chuyển sang cái phần đọc. À, phần hôm nay là học cả writing mà. Vâng ạ. Nhưng mà cái phần writing ở cái quyển số 1 đấy, các bạn đã thấy nó có boring không? Tôi có hỏi thật. Học cái quyển grid writing ấy, nó cứ lặp đi lặp lại mấy cái phần đấy, các bạn thấy nó có boring không? Cô có thể cho bọn em những cái bài tập của những quyển sách khác nhỉ? Tôi cũng nghĩ như thế, tức là mình sẽ đi vào cái trọng tâm ấy. Vâng ạ. Cái phần trong sách giáo khoa thì các bạn sẽ đọc để tham khảo, được không nhỉ? Dạ vâng. Được ạ. Cô okay, cho bọn em bài thực hành viết. Ok, ok. Thì để tôi sẽ cho các bạn những cái bài tập, bởi vì trong cái quyển đấy thì hết cái quyển 1 nó cũng chỉ quanh quẩn ở cái phần là introduction paragraph ấy. Các bạn có muốn học viết dạng như là task 1 của IELTS không? Có được thì tốt cô ạ. Task 1 có. Của IELTS thì gồm là viết biểu đồ ấy. Các bạn biểu đồ ấy. Có. Cái biểu đồ đấy thì là nó không có trong quyển grid writing đâu các bạn ạ. Vâng. Nếu mà grid writing thì nó chỉ có. Ok, thế thì tôi sẽ soạn cho các bạn thêm cái phần đấy để chúng ta viết nhé. Trước tiên là mình sẽ học lý thuyết, bởi vì cái phần viết biểu đồ nó rất là, nó không phải là khó, nhưng nó có cái đặc thù riêng của nó. Nó có cái mẫu riêng ấy. Rồi các bạn cứ giải lao đi, rồi lát nó vào mình tiếp tục nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Đứng yên đấy, đứng yên đấy. Đúng
Các bạn ơi, chúng ta giải lao đi nhá. Đây, bạn nào vẫn đang viết đây này. Ai thích viết thì cứ viết lên, xong rồi đánh tin nhắn chat. Bạn nào muốn giải lao cứ giải lao.
Hoài Phương ơi, cái câu 17 là thì hiện tại mà em. Cô thấy em đổi sang ba quá khứ rồi nè. Dạ. Đúng không? How many languages are spoken? Ồ, vâng, vâng, dạ.
Có câu nào quá khó không các bạn?
Xong chưa các bạn ơi? Có một cái phần cuối đây này, cái phần cuối là cái phần câu thể sai khiến, thì tôi sẽ giảng thêm cho các bạn một chút ở cái chỗ này. Câu bị động thể sai khiến. Thì khi chúng ta lưu ý là cái câu này là dạng như là câu thể sai khiến, chúng ta vẫn thường có cấu trúc là have a. Người ta gọi là causative form ấy. Have something done. Có cái gì đó được làm. Ví dụ các bạn nói là I have my meal. Đó. Thì cái câu này chúng ta sẽ viết lại bằng cái cấu trúc là have somebody do something. Thì ở đây các bạn sẽ viết lại là I have my mom cook my meal. Sang cái công thức thứ hai là get. Get something done. Ví dụ các bạn nói là I get my meal cooked by my mom. Thì các bạn biết là công thức này sẽ là gì? I, thì các bạn sẽ viết lại bằng get somebody to do. Đó, các bạn ghi cho tôi thêm cái công thức này. Nam ơi Nam, cô nhìn thấy có một cái câu của Nam ghi đây. Dạ. Cái câu mà show show này. Câu. Đâu rồi? Câu 6, her ticket was shown ấy. Phần thứ hai của nó là shown. Chứ không phải là show. Dạ. Cái vé của cô ấy được trình cho. Her ticket was shown, phần thứ hai của nó là shown em ạ. Quá khứ mới là sâu. Nói cô sao tất cả các khúc đều là phân thứ hai hết vậy cô? Sao em? Ừ. Ở đây để cô nhìn. Have somebody do something. Sorry.
quen tay. Các bạn sửa đi. Have my mom cook. To cook. Đó, đây là các cái thể sai khiến các bạn nhé. Trên đây các bạn, bài trên này. Chúng ta làm xong cái phần này thì bảo cô để chúng ta chuyển sang phần khác nhé.
Xong chưa các em ơi? Nước mình ơi, xong cái phần này chưa? Mới được 2/3 được ạ. Ok. Cô thấy có một số bạn chả viết gì cả. Những bạn nào mà thường xuyên viết thì ngày nào cũng viết. Có những bạn cô chưa thấy viết bao giờ lên phần tin nhắn chat là... Dạ. Ok, thế chuyển sang phần khác nhé. Vâng. Trong các loại câu thì chúng ta có câu điều kiện, chúng ta có câu bị động này, câu trực tiếp gián tiếp này, câu điều kiện này, câu ước này, câu đảo ngữ này, câu quan hệ từ này. Thì lần lượt chúng ta sẽ đi giải quyết từng cái phần câu một như thế để chúng ta muốn viết được bài gì thì cũng phải có, viết tốt được các cái loại câu đấy thì chúng ta mới viết được bài tốt. Trong cái thời phát biểu hôm nay là chúng ta có cả cái quyển đọc, quyển viết trong bài viết ấy. Vâng. Thì cái phần trong cái phần bài with writing đấy các bạn tự viết nhé, chúng ta tự đọc nhé, được không? Được ạ.
thì đến cái phần mà cô Thảo là cô Thảo sẽ dạy nối tiếp, chứ cô Thảo không dạy những cái bài. Thì các bạn đừng bảo là cô Thảo dạy cái bài ngày hôm nay nhé, bởi vì cô Thảo sẽ dạy đuổi theo lịch ấy. Các bạn hiểu chưa? Vâng ạ. Cái phần bài trong quyển Greek Writing đấy các bạn tự đọc, bởi vì chúng ta thấy, các bạn thấy đấy, nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Mình tự đọc được. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần khác. Là gì nhỉ? Sự hòa hợp giữa chúng và động từ. Phần, đúng rồi. Đây cũng là một cái phần mà chúng ta cũng hay bị lỗi, tức là nó nhỏ nhưng mà thực ra nó lại hay bị lỗi. Bây giờ các bạn nhìn cho cô cái phần bài tập này, cô sẽ gửi lý thuyết cho bạn Phương nhá. Phương ơi. Em đây ạ. Cô lại gửi cái file lý thuyết cho các bạn, xong là các bạn đọc lý thuyết và chúng ta làm bài tập. Vâng ạ. Chỗ nào mà các bạn chưa hiểu thì chúng ta có thể hỏi lại tôi. Em nhận được rồi ạ. Đấy, một file lý thuyết, một file bài tập em nhé. Vâng ạ. Đây này, ví dụ như câu số 1, $5,000. Đấy, các bạn điền là A hay là I hay là gì đó. Và trước tiên các bạn đọc lý thuyết đi đã. Từ từ hãng đọc một bài, các bạn xem qua cái phần lý thuyết đi. Cái này là áp dụng trong cái bài viết của chúng ta. Nhiều khi mình dùng sự hòa hợp chủ ngữ và động từ phải chính xác. Cái file bài tập này nó chưa được nhiều lắm, các bạn cứ làm tạm ở đây rồi tối tôi sẽ gửi thêm cho, vì nó ở bên cái máy kia. Nhá. Vâng ạ. Cứ làm hết chỗ này rồi tối tôi gửi thêm, vì tôi muốn các bạn phải làm chi tiết cái phần này, nó hay bị nhầm. Vâng ạ. Nếu các bạn đọc lý thuyết xong rồi làm cho tôi cái phần bài tập đấy. Đây gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Các bạn nhìn này. Danh từ không đếm được. Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ đếm được số ít, ví dụ như là meal is good for the health, book is good, tức là các bạn thấy meal thì là danh từ không đếm được thì các bạn chia to be vẫn là số gì? Số ít. Còn nếu là động từ thì động từ thường đấy cũng phải chia thêm sc hoặc là thêm gì? es. Đấy là danh từ số ít.
Còn danh từ số nhiều thì đương nhiên rồi, bao giờ cũng vậy. Nếu là danh từ số nhiều thì to be phải là số nhiều. Và chia động từ cũng sẽ khác. Cái này thì rõ ràng hơn, dễ hơn rồi đúng không? Thế còn với các mệnh đề to verb hoặc là verb in. Ví dụ các bạn nhìn này, what he told was interesting. Tức là gì? Khi mà chủ thể là một verb in hoặc là một to verb thì các bạn chia. Đây các bạn nhìn này. Smoking is harmful. To find the book is necessary. Các bạn hiểu không? Tức là mình không chia cái đó cho số nhiều mà chúng ta chỉ chia là số ít. Có nghĩa là khi nó là to verb hoặc là verb in thì chúng ta sẽ chia nó là số ít. To be là số ít. Động từ thường thì động từ thường phải thêm s hoặc là thêm es. Thế và danh từ, tính từ, ví dụ như là tính từ đổi sang danh từ tập thể chỉ một nhóm người. Ví dụ các bạn nhìn này. After the accident, the injured were taken. Thì các bạn thấy the injured ở đây chính là số nhiều, những người bị thương. Ở đây chúng ta hiểu là những người bị thương thì nó luôn là số nhiều. Đấy, nó luôn là số nhiều. Được chưa? Sang cái thứ ba. Sau này các bạn nhìn này. It, every, either, neither cộng với danh từ số ít. Thì các bạn chia động từ là số ít. Chúng ta nhìn này. Every teacher thì vẫn chia là lies. Tất cả giáo viên nhưng mà lại chia là lies. Every teacher's lies. Each student in the class has. Đó. Each student, mỗi sinh viên chúng ta chia động từ là has. Sang cái phần bên cột bên cạnh là some này, a few, both này, many, a lot of, several, all cộng với danh từ số nhiều thì đương nhiên rồi, động từ cũng sẽ là số nhiều. Đúng không ạ? Each cộng với lại danh từ số ít và cộng với lại ít cộng với danh từ số nhiều, ví dụ cộng với danh từ số ít, ví dụ các bạn nói này every man, women and try. Thì các bạn thấy chúng ta vẫn chia là gì? Is, bởi vì chia cho để every man. Đó, cái này thì nhìn là ra rồi nè, đúng không? Tôi thấy có gì khó hiểu đâu nhỉ? Vì hai cái bên này đối chiếu rất là rõ ràng mà. Đúng không? Không dễ nhầm đâu, chỉ có điều nó nhiều thôi. Nó nhiều thì nó hơi lộn vụn, mình khó nhớ. Thế sang cái số 7, các bạn lưu ý này, một số danh từ có hình thức số nhiều chính là các môn học và các căn bệnh đấy. Ví dụ như là news, lúc nào cũng là số ít. Môn học physics, economics, mathematics, politics, lúc nào cũng có sẽ gì đấy nhưng nó lại là số ít nhá. Chia là số ít. Các môn thể thao, các bệnh tật cũng vậy, đều là chia số ít. Đấy. Thế còn các danh từ luôn ở hình thức số nhiều thì các bạn nhìn này, cái cây kéo này, cái quần này, cái kính này, bởi vì nó có một cặp mà. Thì lúc nào nó là số nhiều. Các bạn lưu ý một các từ chỉ số lượng, thời gian, khoảng cách, tiền này. Ví dụ 3 tháng. Rất nhiều bạn thì chia là 3 tháng là to be là A. Thì các bạn ấy giải thích với tôi rằng là 3 tháng là số nhiều cô ạ. Nhưng trong tiếng Anh người ta lại không tính như vậy mà người ta tính 3 tháng cũng chỉ là một khoảng thời gian. Các bạn hiểu chưa? Một khoảng thời gian đấy người ta đo được 3 tháng. Cho nên to be vẫn là is. Hay là 25 dặm cũng vẫn là is bởi vì cái khoảng cách đấy đo được 25 dặm. Hay là $5 is bởi vì cái số tiền đấy là $5. Chứ nó không phải là chia cho số nhiều là A các bạn nhá. Cái số tiền đấy đếm được $5. Người ta tính như thế. Thế rồi tên của một bài báo, một cuốn sách, một câu chuyện. Ví dụ Tom and Jerry, các bạn thấy chỉ là một tiêu đề, không chia là A được mà là is. Hay là more than one, cũng vậy, more than one person has, bởi vì chúng ta chia cho person. Một ở các cụm từ chỉ một nhóm động vật, ví dụ như là bầy chim này, bầy cừu, hay là đàn cá, hay là bầy gia súc,
chúng ta vẫn chia là is nha. Lưu ý số 2 lớn, hai danh từ nối với nhau bởi and thì các bạn lưu ý là ví dụ singular verb thì với là động từ số ít, động từ số nhiều này các bạn nhìn nha. Hai danh từ nối với nhau bởi and thì chắc chắn là các bạn nhìn này. My friend and advisor Tom is arriving tonight. Hai danh từ nối với nhau bằng and cùng chỉ về một người, vật hoặc một ý tưởng thì chúng ta vẫn chia là is. Cái này thì nó rất ít trong văn viết thì nó ít, chúng ta thấy chỉ trong các cái hội thoại nói. Hay là bread and butter is, rồi vì đây là món bánh mì bơ chứ nó không phải là bánh mì và bơ, vẫn chia là is. Thế nhưng này, hai danh từ nối với nhau bởi and chỉ hai người hoặc hai vật sự khác nhau, ví dụ the pen and the paper thì là số nhiều. Water and oil don't mix. Đấy, nước và dầu không trộn lẫn. Đấy, các bạn đọc tiếp ở dưới phần 3 xem nào. Cái phần 2 này hả? Đây. Ở trên đây hả? Đây là... Không, mình đừng dịch bơ vào bánh mì mà đây người ta dịch là bánh mì bơ. Một món ăn. Người ta chỉ dịch là một món ăn chứ người ta không dịch là bơ và bánh mì. Mà đây là món ăn. Món này có nghĩa là bánh mì bơ. Em ạ, à, cũng giống như là muối tiêu. Muối tiêu có nghĩa là một món chấm của mình ấy. Thì là salt and pepper thì đấy gọi là muối tiêu. Chứ nó không phải là muối và tiêu. Em ạ. À. Thế còn cái câu trên này, câu trên my friend and advisor Tom ở đây có nghĩa là cái anh Tom này này vừa là bạn của tôi, vừa là người cố vấn của tôi. Tức là một người. Em hiểu chưa? Đó. Thì chưa là y chứ không phải là bạn của tôi là một người khác, cố vấn là một người khác và Tom là một người khác. Mà đây, anh Tom này vừa là bạn vừa là người cố vấn của tôi. Đấy. Hiểu chưa? Cái này thì nó có trong văn viết, nó không có nhiều. Nó chỉ trong các cái văn nói, hội thoại nói. À, viết thì everyday English thì người ta hay dùng. Thế thôi, còn academic thì ít. Đây là các bạn chú ý cho tôi cái phần 2, cái phần 3 lớn này này. Các chủ từ nối với nhau bởi gì? As well as, together with, in addition to, along with, accompanied by, no less, including. Cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Thì các bạn lưu ý là động từ chia cho chủ từ thứ nhất, có nghĩa là chia cho cái subject one đây này. Ví dụ các bạn nói, my son as well as my daughter. Con trai tôi cũng như là cháu tôi, à, cũng như là con gái tôi đều thích đọc sách. Chúng ta chia like bởi vì chia cho my son. Chủ thể, chủ từ thứ nhất. Maria together with his sister is going to France. Maria cùng với lại chị gái thì ở đây chia cho y, chia cho Maria. Chứ không phải chia cho cả hai người này. Các bạn cứ nhớ cho tôi các chủ thể nối với nhau bởi as well as, together with, in addition to, along with, accompany, no less thì chia cho chủ từ thứ nhất. Cái đấy hay nhầm đấy. Thế rồi no và none. None of the cộng với một danh từ không đếm được, số ít thì cộng với động từ số ít. Thế còn nếu none of cộng với danh từ đếm được số nhiều thì đương nhiên động từ số nhiều. Tùy thuộc vào cái danh từ của các em dùng. Đấy. Rồi tiếp theo. Either or neither nor hoặc là not only but also. Các em nhìn này. Neither nor, các bạn nhớ là khi chủ thể nối với nhau bởi neither nor thì chia động từ cho chủ ngữ cần nó nhất.
Ví dụ các bạn nhìn ví dụ này. Neither he nor she lies. Lies. Bởi vì she ở đây là ngôi thứ ba suýt thì động từ lies. Thế còn ví dụ bên kia. Neither Bill nor his friends. His friend là số nhiều cho nên chia là are. Ví dụ tiếp theo, either John or Bill chia là is bởi vì chia cho Bill. Bên này, either Jemima or the elder man, n là số nhiều là a. Đấy. Các bạn lưu ý nha. Tiếp này, ở phần dưới là a couple, the number này, a number. Thì các bạn nhờ nhìn cho tôi thứ nhất này. A couple cộng với động từ số ít. Ví dụ a couple is bởi vì chia cho a couple nó là số ít thì động từ là số ít là đương nhiên. Thế còn bên này là the couple thì the là xác định rồi cho nên đương nhiên nó là chia là a. Giống như là a number và the number of đây này. The number of thì cộng với danh từ số nhiều, động từ số ít. A number of. À, từ từ đó các bạn xem lại cái chỗ này. Cái công thức này nó chung vào một cái, nó lại bị lẫn đấy. Học xong thì con ai sợ nằm đấy. Hả? Các bạn ơi, cái công thức này nó ghi tổng hợp thế này, chúng ta để tôi tách nó ra cho các bạn nhìn nó dễ này. The number of mà cộng với danh từ số nhiều. Cái này. Các bạn sửa bên này cho tôi này. Chúng ta tí nữa các bạn nhìn vào trong công thức ấy thì sửa lại cho tôi cái chỗ này nhá. Là động từ số ít đấy. Đây sửa giống như tôi đang sửa trên màn hình này. Cô giáo nhắn gì đây hả? Đọc tin đi. Để yên tôi copy cái công thức này ra ngoài nhé, để tôi giải thích cho các bạn nhé. Cứ sửa, cứ để nguyên như cũ đi, tôi không tách ra nữa thì cho nó dễ. Các bạn đang đọc đến đâu rồi đấy? Đang nghe là sao cô nói ạ? Cô đang định tách chia cái công thức này ra. The number of days in the week is a number of children are. Thôi để thế đi vì chúng ta cứ quy định là với danh từ giống như là mạo từ xác định và mạo từ không xác định ấy. The là xác định còn a là chưa xác định. Đấy. Thì nó sẽ dễ nhớ. Ví dụ xác định rồi thì chúng ta biết được cái số lượng. Còn a là chưa xác định thì không biết được cái số lượng. Hiểu như vậy để cho học trò dễ phân biệt.
Thế còn ở dưới đây thì dễ rồi các bạn ạ. Ở dưới đây thì không có gì cả. Đấy, một phần này, các phần thì chúng ta, đây các bạn nhìn này, các phần này. Percent là phần trăm này, fraction là phân số này, part là phần. Ví dụ 50% of money và người ta vẫn chia là has. One third, một phần ba vẫn chia là is. Đấy. Tùy thuộc vào cái danh từ mà mình dùng, nếu danh từ là số nhiều thì động từ chia là số nhiều. Danh từ số ít thì động từ chia số ít các em nhé. Đấy, vậy thôi chúng ta làm bài đi. Không thêm gì nữa, tôi sợ nó các bạn dối, chúng ta giữ nguyên như vậy nhá. Cứ xác định cho tôi là the number of là xác định, còn a number of là chưa xác định. Thế và xác định rồi thì là chủ ngữ là số nhiều thì động từ vẫn là số ít đây này, is. Nhá. Danh từ số nhiều, danh từ. Không, người ta không chia cho ngày, người ta chia cho giờ đây này em ạ. Đó, người ta chia cho giờ number chứ không chia cho giờ day nhá. Nghĩa ngữ pháp nó phải phân tích như thế, người ta không chia cho day, người ta chia là giờ number và chia cho a number. Đấy. Đây là câu but the rest of us. Cô Thuận đây, cô Thuận. Ơi. Con là Minh Quang. Hôm nay học sinh thì mấy giờ học hả cô? Quang ơi, Quang, cô nhắn vào cho Zalo, con không đọc. Con đọc Zalo đi. Vâng ạ. Ừ, con đọc đây ạ. Ừ. À, tiếp tục nào. Ôi, cho em hỏi chút là cái câu 17 ạ. Nếu mà là hiện tại hoàn thành thì phải là has been proven nhỉ? Ý là em chia là hiện tại ở hiện tại đơn thôi gì? Vâng, em chỉ chia là is proven thôi. Measure là bệnh sởi đã chứng minh, được chứng minh. Dịch nghĩa thì đúng là như vậy đấy. Câu bị động thế thì các bạn chia là B đi. Bởi vì người ta thường nói đến các cái phát minh khoa học ấy, thì người ta thường hay nói đến hiện tại hoàn thành đấy các em ạ. Bởi vì nó sẽ còn nghiên cứu và nữa đấy, tức là đã nghiên cứu, còn nghiên cứu và nữa. Nói với các cái nghiên cứu khoa học thì nó không dừng lại mà. Thì thường là người ta sẽ nói hiện tại hoàn thành, nhưng chỗ này nó lại không có been. Nói tóm lại là các bạn chỉ hiểu cho tôi là chia là số ít là được nhá. Dạ. Rồi đến câu bao nhiêu đây? Câu 20 rồi nhỉ? 20 rồi, 21. Rest of us. Nào, thế bây giờ Tom doesn't agree. But hai cái này là hai mệnh đề không giống nhau, không liên quan gì. Phần 20. 20 đấy. 20 sẽ là gì? Has. Has road. Được chưa em? Rồi đến câu 21, chúng ta chia cho the rest of. The rest of thì chia vẫn là gì? Does, đúng không? The rest of us does. Chia cho the rest chứ không phải chia cho us. Cái này các bạn nghe nó có hơi lằng nhằng không? Rồi đến câu tiếp theo. A lunch of soup and sandwich. Các bạn vẫn chia là a lunch. Đúng rồi. Các bạn vẫn chia là a lunch. Là số ít. Rồi câu số 23. The drunk là giới trẻ. In this city. Các bạn vẫn chia là gì? E, đúng rồi. John or you, John hoặc bạn, John or you. Nào, các bạn ơi. Sweet. John, đúng rồi. Uh,
23 kilos, 3 kg. Bao nhiêu? Is. Ở đây là gì đây? To be. Has to be. Has to be. Has. D đó. 3 kilo, 3 kg đây. Các bạn ơi, 3 kg. Ba kg vẫn là số ít thôi. Rồi tiếp theo đi. Tôi sẽ gửi thêm cái bài này cho các bạn làm cho quen. Ở dưới này vẫn còn. Ở hết rồi. Câu tiếp theo. My sister fears for holding things firmly or cutting wire. Fear đây là cái ống này. Cái này là 26 các bạn ơi. Hai lờ chứ. À. Hai lờ đây có phải là ống nước không các bạn? Số nhiều ấy. Ờ, cái đấy em tra trên từ điển nó ra là cái kìm ấy cô. À, cái kìm có hai lưỡi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái mỏ lết à? Mỏ lết à? Kìm. Ok, không, nói chung là cái kìm để cắt ấy, cái kìm cắt hai lưỡi. Vâng. Ok ok. À. Nó giống như kiểu cái kéo ấy cô. Đúng rồi, số nhiều. Rồi đến câu tiếp 27, my sister thì chia là số ít rồi, đúng không? Đấy. The police. Cô sang. Tiếp theo. Rồi. Câu 27 là chia cho my sister đấy các bạn. Ở đây sẽ là thì gì đây? À thì gì? At the moment là ngay lúc này. Thì là hiện tại và hiện tại tiếp diễn. Ừ. Tiếp theo. The police. Số nhiều hay số ít đây các bạn? Đúng rồi. Không, the police vẫn là số nhiều đấy. Nó không có S gì nhưng nó là biểu thị cho một nhóm người. Cái từ này nó... Ừ. Ok. Câu số 29 này, Jim as well as. Jim vẫn chỉ là số ít thôi. Jim là is, đúng không? Câu 30, both of the girls. Cái này là số nhiều rồi. Cái này là số nhiều các bạn ạ. Thế thì sẽ chia là gì đây? Rồi. Đáp án A. Are pretty but neither of them. Đúng rồi, các bạn chọn. Cái này nó còn chỗ trống. Tôi sẽ gửi thêm bài tập này cho các bạn nhé. Các bạn làm. Cô ơi, bọn em xin thêm cả đáp án được không ạ? Để bọn em có thể check và chữa luôn ấy ạ. Phải đáp án á. Bài tôi gửi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Ok. Tối muộn đấy. Tối muộn tôi xong việc tôi gửi. Bây giờ các bạn nghỉ nhé. Ừ, bye bye. Các bạn cứ